Theo tin của hãng thông tấn UPI, một bé trai 11 tuổi ở khu Queens, thành phố New York, vừa thiệt mạng sau khi nhảy xuống một hồ nước đóng băng để cứu đưa bạn lên bờ. Anthony Pierces, 11 tuổi, nhảy xuống hồ nước đóng băng lạnh cống để cúng người bạn tên là Juan Semenzis, 12 tuổi, sau khi em này bị té xuống hồ. Bản tin của đài truyền hình địa phương WABC TV nói rằng, những người lính cứu hỏa không ngừng ngại lột bỏ các đồ thiết bị và áo bảo vệ công kênh. Chỉ còn mặc áo thun quần đùi, giữa trời lạnh khoảng 30 độ F để xuống hồ tìm kiếm em nhỏ. Sở cứu hỏa thành phố New York nói rằng, những người lính cứu hỏa phải dùng tay không để băng phá, để tiến hành tới khu vực mà họ nghĩ rằng là nơi em nhỏ bị kẹt, rồi sau đó lặn xuống để kiếm. Sau khi tìm thấy được thi thể đông cứng của Anthony, họ nhanh chóng đưa em vào bệnh viện gần đó, nhưng các giới chức y tế nơi đây không cứu sống được. Bạn bè của gia đình Anthony cho biết hành động của em sẽ mãi mãi được nhớ đến vì hành động can đảm của mình.